chào mọi người, mình là Lê Anh, một thành viên của Icris. Hôm nay chúng mình đã record lại cái video top 3 của streamer đại chiến của kênh Top Mỡ. Chúng mình đã đăng ký vài ngày trước và cũng rất là vui mừng khi đã may mắn giành được top 3, tại vì chúng mình đã cố hết sức rồi. Những đội khác rất là mạnh và họ có chiến thuật riêng của mình, nên mình đã quay lại cái video này để gọi là làm kỷ niệm. Mình đã cố gắng có thể quay được mức đẹp nhất của game rồi, không giật lag gì luôn, rất là mượt mà. Và nhân tiện hỏi mình là ai thì mình chính là một phó bot của team của Pew. Và Pew là một thanh niên ai cũng biết rồi đấy, Hayabusa, với trận tỷ lệ thắng rất là cao ngất ngưởng như chả bao giờ cầm bao giờ. Thật là vô lý. Vâng, chúc mọi người xem vui vẻ. Và nhớ là đăng ký kênh của mình nhé, mình để link ở dưới phần mô tả đấy.